Này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nướng khoai tây và khoai lang để sẽ cho các bạn rửa sạch. Chúng ta rửa sạch khoai này, nướng bằng máy nướng bằng cái lò lớn. Rồi các bạn rửa sạch khoai, rửa sạch nó có đấy gần cái này đây con ấy. Sạch em không sạch, nó sạch sẽ hết đất. Ok, đây. Đây, các bạn cho rồi, cho vào cái đây là cái lò nướng hơi nóng. Đây, hãng Hong Sin, Trung Quốc nội địa, giá rẻ hơn triệu, kiểu 2, cái này 5 lít rưỡi loại to. Cho vào đây thôi, rồi điện 220V, để lấp 200 độ nhé, để kịch lấp nhé, cái nhiệt độ 200 độ. Đây nè, hẹn giờ, xoáy hẳn cho nó 30 phút những cái nhỉ, 30 phút rồi mới xỉ. Ok, các bạn cứ chờ nó 30 phút rồi mình xin. Tí nữa nó chín rồi mình lại tiếp tục. Rồi ok, sau 30 phút rồi, trở lại vị trí số 0, 30 phút rồi. Chúng ta nướng ở 200 độ C này. Đây các bạn thấy. Sau 30 phút xem thành quả chúng ta này. Phải nướng lại không? Đấy, ok, đã chín rồi nhé. Rồi. Rồi, rất ngon. Ui, rất nóng. Khoai lang này là ok rồi. Cái củ này cũng được. Có thể cái này mình cho được khoảng 5 phút nữa là ok. Cái này bạn sẽ nâng thêm cho 10 phút nữa. Mình cho này thì thoải mái. Trong 10 phút nữa chúng ta lại tiếp tục. Đó, tùy mình nướng cơ biến. Đấy, 3 phút như thế như vậy này. Chúng ta thì ok, rồi mình lại nướng thêm 10 phút nữa. Bỏ 3 cái tủ này. Đó, bây giờ chắc là ổn. Thế là tổng là nướng 40 phút. Nướng 200 độ nhá, để cái nó nướng này. Nó chỉ được 200 độ, 200 độ thôi, nó không như là bếp từ của Nhật, à bếp không như là cái vi sóng của Nhật, vi sóng của Nhật nó 300, 350 thôi. Đây thử coi. Ổn rồi, bả rồi. Ok. Như vậy là nướng bằng cái lò nướng bằng khí nóng của Trung Quốc. Đây, Hao Xing.
thằng một đĩa nhé, thằng này nó mua 1,2 triệu nhé. Tốt đấy, mình dùng 6-7 tháng này cũng tốt. Nướng khoai này thì tầm được 30 phút, nướng khoai tây, khoai lang 30 phút, khoai tây mình thêm 10 phút, 40 phút này, 45 phút nữa cũng được, vẫn được. Đây, 40 phút là ăn rồi, và cái trong ra ngoài nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.